Xin chào cả nhà thân mến, cả nhà ơi. Hôm nay là một cái ngày buổi tối vô tình là Nga đang đi ở ngoài bonsai này để kiếm trường học và thêm cho Nguyệt Cát. Thì Quang Lê mới điện thoại nói là Nga đang kiếm với lại mấy người chị đang đi phát bánh mì cho người vô gia cư, nhưng mà chắc không rành bằng bà đâu nên là đứa rủ Nga ra. Thì là sáng nay Đăng Kim cũng gọi cho Nga mà Nga không nghe phone, mọi người Nga busy quá. Thì bây giờ mới biết là cả nhóm này có ba cô Tiên đang đi phát bánh mì. Cô đây. Tiên này là cô Tiên thứ tư nha. À Phượng hả? Phượng là... Đây cô Tiên này, cô Tiên đang nói. Cô Tiên. Thôi, mình đi theo ca sĩ nhưng mà mình lạ hả? Dễ sĩ thôi. Em chỉ làm MC thôi. À đây mọi người. Thì ở đây là tại... bánh mì ABC mà tự nhiên cái đem cả trăm ổ mì ra đây chi bánh, bánh mì với lại bánh bao với lại nước phát từ đó là có 10 người hamlet thôi. Có bánh mì này là mình tự làm hay sao? Không, mua đặt luôn, đặt bánh mì nóng luôn. Bánh mì nóng ở đâu chị? Đây. Trước mặt Nga đây là Đăng Kim nè mọi người, đây là chị Thanh, hoa hậu phu nhân thì phải. Còn chị này là chị gì? Chị Thảo cũng hoa hậu phu nhân luôn hả? Chị Thảo ơi, chính nhân. À, hoa hậu doanh nhân hả? Toàn hoa hậu không ạ? Có tôi mẫu mẹ. Mẫu mẹ hài. Đây là có bánh mì nha mọi người. Bánh mì bánh với bao. Lại nước với bánh bao. Đó, bánh bao. Nga đang tính là chuẩn bị đi cho đồ ăn á, với lại đi đâu biết không? Đi mua cái túi ngủ á cho mấy người vô gia cư á. Chị Thanh, chị Thảo, lại đây. Đây. Thank you. Yeah. Cảm ơn nhiều lắm. Cái này kêu bất ngờ quá chứ không nghe ai cũng chuẩn bị cho cái gì. Chị, cái này mà hẹn em trước là em có cái mua cái túi ngủ luôn rồi. Có ai ở người Việt Nam đây không? Có hả? Có người Việt Nam hả? Yeah, thank you. Kìa có cái chú kia. Kim. Anh xe kìa Kim. Dạ hai anh. Anh, ở đây anh thấy anh là anh thấy chú Thanh đâu không? Chết rồi. Chết đâu chết, mới cái hồi muộn qua kia gặp ổng mà ai biết đâu thế hả. Và ở đây giờ có ai ở đây không để em cho đồ ăn? Bên kia sau bờ tường đó, ở sau bờ tường này phải không? Dạ, đi vòng qua. Dạ. À anh ơi, anh ăn bánh mì không? Đây nè đó. Ông kia ông nhận ra tôi thấy nghe luôn kìa. Ông nói coi hài quá. Coi hài. Kêu tôi rảnh quá. Đi cho đồ ăn ông nói rảnh quá. Tại vì ông nó vô bánh không. Dạ. Con đây nữa nè. Đây, đó thấy không? Bạn tôi không đó. Ngoài này bạn tôi không á. Lâu không gặp chị cả chị. Lâu quá không gặp ha. Đang đói bụng cầm. Đang đói bụng luôn phải không? Ông Thanh đâu rồi? Đang vô bệnh viện. Ủa mới vô đã nói chết rồi kìa. là mới đi bệnh viện ngày hôm qua hôm kia gì hả? Mà nghe nó chết là mà không biết. Nghe nó chết hả? Mới hôm qua hôm kia tôi mới gặp ổng luôn mà. Mấy cái này ổng nghĩ quá chị. Nghĩ hả? Chết hôm qua rồi. Thế mà chết. Đúng hả? Ồ. Lâu nay anh có làm gì không hay cũng cứ lang thang vậy hoài vậy? Làm nhà báo nè, lại ông này có duyên nè. Làm nhà báo báo đời á. Vậy hả? Làm nhà báo hả? Rồi coi như là chú Thanh là coi như là đi vô nhà thương rồi ha. À đi bán muối rồi. Dạ cái này cho hỏi đây là anh hay là chị ạ? Chị á, cái anh hoài tự ái á. Ủa chị hả? Trời ơi, tại cái giọng tôi đã ngàn. Ủa chị Trang hả? Bữa trước đã gặp rồi. Ủa chị Trang hả? Chị Trang, chị đi gì lâu chưa lần đầu tiên gặp chị đó. Đâu gặp bên kia rồi. Là em có cho đồ ăn chị chưa? À gặp thôi mà không cho đồ ăn. À thì đó lần đầu tiên gặp chị nè. Đúng, chứ bên kia bên bán người Việt
có gặp bên bác. Ở cái khu báo người Việt này có homeless ở bển không? À, có. Có hả? Tú ở phía sau á. Có phi long không? Ờ, nó đi vòng vòng. Mới gặp hơn chiều. Phi long giờ khó gặp quá. Ờ. Đi ra sau này phải không? Tại vì mỗi lần ổng dọn tới đâu là coi như chất núi luôn, ta đuổi. Vậy hả? Ủa hồ cái gì cũng lụm hết trơn á. Bye bye chị Trang nha. Bye anh nha. Rồi. Đây là những nhân vật mà Nga rất là quen thuộc với mọi người. Thôi đi nha. Để vài hôm đi tôi ra đợt sau cái gì tôi sẽ cho túi ngủ ha. Ok. Rồi bye nha. I give for you. I don't want anymore. Tomorrow I want to buy some. Yeah. Oh, you don't want? No, thanks. You hungry? No. No hungry? No, I'm not hungry. Oh, yeah. You're not hungry? Yeah, thanks. What do you want? Nothing right now. Nothing right now. Okay. Yeah. Bà không thích gì hết? Bà không thích gì hết? Sao bà không thích gì hết? Yeah. Thanks. Vậy cho bà tiền đi. Không, bà nói bà không thích gì hết. Bà không thích gì hết? Yeah. Bà này bà đang bị giống như bị trầm cảm đó. Bị trầm cảm. Okay. Yeah. Phải người Việt you Nam. Okay? Yeah, I'm okay. You sure okay? Yeah. Như bà trầm cảm. Như bà không có thích gì hết, bà nói vậy thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là bà cần thì mình để đây cho bà đi, một phần đi. Trong đây bên kia. You Vietnamese? Đây là một người vô gia cư đặc biệt. Vietnamese. Oh, yeah. Vietnam. I'm Vietnamese. Yeah. Vietnam. Cô người Việt Nam hả? Yes, I'm Vietnamese. Oh, cô người Việt Nam, cô ăn gì chưa? Ăn rồi. Trời nãy giờ con tưởng người nước nào không à? À bây giờ cô no rồi hả? Cái này bánh mì bánh bao để sáng mai ăn cũng được, nước suối. Nhưng mà để ngày mai nó khô queo à. Mai khô queo à? Dạ. Vậy ủa là cô đi vô gia cư gì lâu chưa? Lâu rồi. Vậy hả? Nói nhưng cô mà con cái cô đâu cô? Không có con. Không có con hả? Rồi cô không có nhà, có cửa, không có gì luôn. Cô đi như vậy bao nhiêu năm rồi? 17 năm rồi. 17 năm hả? Cô ăn gì chưa? Cô ăn gì ăn chưa? Rồi. Cô tên gì vậy? Tên Jenny. Cô tên Jenny. Cô đẹp hả? Như hả? Cô hồi trước đây cô làm nghề gì vậy? Assembly. Là làm nghề gì? Assembly like I don't know how to speak Vietnamese. Let's see. Like làm mấy cái đồ phọt ráp lại vậy đó. Cô làm trong hãng phải không? Dạ. Oh. Rồi sao mà tự nhiên rồi lại đi lang thang luôn vậy cô? Ở hãng mà move overseas. Mà đi nước khác làm. Thì mình đi xin qua hãng khác mình làm. Cô rất là đẹp. Đây nhưng mà nhiều hãng đi lắm. Nhưng mà cô không xin được một cái job nào khác nữa hả? Ngày nay cô ăn gì chưa? Ăn rồi. Nhưng mà cô là cô có giấy tờ gì? Mất giấy rồi, ra này ở mất giấy rồi. Vậy hả? Chỗ mà cô đẹp quá mà cô là ở ngoài đường vậy, uổng quá à. Bây giờ con năm nay cô bao nhiêu tuổi? 54 rồi. 54 hả? Rồi cô này cô đẹp hơn Thiên Ngân luôn á. Mũi cao. Như cô like vậy đó, cô like hả? Cô lai Pháp, hàng chị đẹp quá trời luôn. Có hỏi cô nè, cô có gia đình người thân ở đây không? Dĩ hả? Ở San Jose xuống. Ồ, cô ở San Jose xuống. Cô đi lang thang vậy bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm vậy luôn. Mới 54 tuổi mà mất job mà đi vô gia cư luôn. Wow. Bây giờ con hỏi cô nè, con cho cô tiền cô lấy không? Có rồi, không lấy nữa. Có tiền rồi không cần luôn. Chỗ người vô gia cư này đặc biệt với mọi người. Bây giờ cô cần gì cô nói con đi để con coi cái gì con giúp được cô. Không cần gì hết trơn. Cô không cần gì luôn. Vì mỗi ngày cô ngồi ngoài đường vậy có ai cho cô tiền hay là cho đồ ăn không? Dạ cho tiền nhiều lắm mà đồ ăn thì không có lấy. Dạ dạ. Tại vì có cái không có vừa miệng. Ồ vậy hả? Cho nên lấy tiền mua đồ. Ồ. Dạ. Rồi cô ở San Jose là bao nhiêu lâu rồi giờ cô lên đây? Đến cô... đây năm 2019. Cô tới đây năm 2019 là cô ở Cali này luôn hả? Ngay trên Bosa này luôn. Ở Bosa này
tới này năm 2019. Sao con đi gặp vô gia cư nhiều mà con không gặp cô nghe. Thường con ngủ ở đâu? Rồi ở xa đâu á. Cô ở xa hả? Rồi cô ngủ ở đây nó có an toàn cho cô không? Có ai làm gì mình không? Chưa có bị problem gì thế thôi, không có gì. Yeah. Nghĩ hả? Yeah. Nhưng mà bình thường là cô ngủ ở đâu? Ở kiểu vòng vòng khu này. Ừ. Cô có cần túi ngủ hay cô cần áo quần gì không? Con cho cô. Cô không cần một cái gì luôn. Đây, mang đi cực quá à. Không mang con gì luôn. Mang đi cực. Bây giờ con nói cho cô nghe nè, con sẽ gửi một bịch đồ ăn ở đây. Cô thích thì cô dùng, cô không thích thì cô cứ bỏ, không sao hết nha. Tụi con đi nha. Ghé thăm cô một chút xíu, ok. Đi. Cô cứ để đó đi, cô không ăn cũng được. Không, để cô tâm lý, đi đi. Cô mỗi ngày là cô ngồi đây phải không? Bây giờ đó, cái này là bạn con kêu con đi đột xuất. Con không mang tiền nông, không mang gì trơn á. Để có gì trong cái tháng này nè, con có sẽ đi ra ngoài này. Con cho vô gia cư, túi ngủ, đồ này nọ đó. Cô cần túi ngủ không? Không cần một cái gì hết. Cô là một người vô gia cư mà đặc biệt nhất con gặp đó, không có nhu cầu cần gì. Mang đi cực quá à. Cô, rồi bình thường đó là mình tắm giặt đồ đâu cô? Ồ, không là... Cô có bịch cái tóc ni lông vậy là sao? Lạnh quá hả? Tại sợ chí. Trời ơi, hầm gì nó mới chí á. Hầm này chí nó không lên được. Nóng, chí nó lên không được. À vậy hả? Yeah. Ở đây là cô được tắm gội ở chỗ nào? Không, chỉ Lào hồi chứ không có tắm. Vậy hả? Hóa ra là chị là người Việt. Thì là người Việt Nam chị đó chị. Chị tưởng là người nước ngoài. Là đi mười mấy năm thì nhìn tưởng người nước ngoài đó. Lúc đầu là chị nói tiếng Anh cho nên là mọi người tưởng chị người nước ngoài. Dạ. Yeah. Biết tiếng Việt. Dạ. Thôi vậy thôi cô ngồi đây ha, con phải đi cho đồ ăn cho mọi người. Chị ơi, chị giữ gìn sức khỏe thì chị cũng phải ăn chứ. Mang cho người ta đi để bỏ uống. Dạ, thì cũng có cả trăm phần á. Nhưng mà bây giờ chị vẫn ở bỏ quần thì thôi. Cổ không muốn lấy, cổ là một trong nhân vật đặc biệt, cổ không muốn lấy gì hết trơn, cổ không có nhu cầu gì hết. Vâng, thế chị giữ gìn sức khỏe nhá. Cô nếu mà con ra đây á, con muốn gặp cô thì con gặp ở đâu? Đi cứ đi lòng quần chứ không có ngồi một chỗ. Đi lòng quần chứ không có ngồi một chỗ hả? Dạ. Không có muốn lấy đồ mà em cực quá. Dạ. Cái bình thường là cô có đi làm gì để kiếm thêm tiền không? Không. Không luôn. Cứ đi lang thang gì đó, ai cho gì thì dùng. Mà đây có dùng đâu? Không có nhu cầu. Mà ngày cô ăn mấy cử? Một lần thôi, em một lần. Đi không dám ăn nhiều tại sợ đi restroom. Thế ngày xưa mình ở dưới San Jose là mình ở khu ở dưới suối phải không? Cũng là Hamlet mà ở dưới suối phải không? Nhưng mà hồi ở bên San Jose là mình có đi lang thang chưa? Chưa. Chưa. Lấy đi chứ để bỏ. Dạ. Dạ, nếu mà cô không lấy thì thôi, để con cũng không có ép. Nhưng mà cô không ăn con cũng thấy xót quá. Dạ. Vậy thôi con lấy con cho người khác ha. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhiều nghe. Thank you cô. Thương quá hả? Không. Cổ không có muốn lấy, cổ nói là cổ ăn nhiều quá, cổ đi toilet, cổ không có chỗ đi, thấy thương không? Nên là giờ bởi vì là người ta không muốn ăn, người ta không muốn ăn đó. Đẹp quá trời, không đẹp quá, đẹp luôn, cái mũi nó cong vòng vòng nha. Nhưng mà 54 tuổi thì là già. Mà thì đúng quá già, tại vì hôm lết á mà. Mà chị này mà chị có cái điều kiện ấy, sống mà đầy đủ thì chị cũng là một người rất là sang. Bà này là một người sang đó, mà đẹp lắm. Cái tôi rất lớn. Bà này này giống như bà không có cần cái gì hết á, chị hiểu không? Không, với lại mình cũng thông cảm là tự nhiên bà không có chỗ đi, bà ăn bà sợ bị đi. Mấy cả có thể bao nhiêu năm nay người ta chỉ ăn ngày đúng rồi, giống ta như quen như rồi. Bà nói cho những người cho bà ăn bà không. Nhưng mà người ta không lấy, người ta không ăn thì người ta không lấy, đúng không? Người ta lấy người ta bỏ tội. Mà làm một cái hãng đó mà cuối cùng cái hãng đó nó không còn làm nữa, nó giống như nó nghỉ là bà cũng nghỉ luôn đó, bà không có đi qua chỗ khác làm luôn. Đi ra đường nào đấy? Thôi bây giờ chị đi ra lại ngoài đi. Ra đường nào? Ra ngoài. Rồi chị đi ra ngoài lại chỗ con xa đi. Ra đây xong rồi quẹo trái chị. Quẹo trái.
bay là cũng 8,000 chị em đi chơi vô gia cư ban đêm. Vậy mà ngày xưa em đi mình không đó, thêm gan không? Vậy đúng rồi, ngày xưa sao thời đó giống như cục gan em nó giống như nó to mà quá núi. Bây giờ kêu em đi cái đó em tự nhiên em sợ sợ nha. Tại ngày xưa mình không biết vô gia cư là tại sao hồi vô gia cư. Là đi mình gan. Ừ, nhưng mà bây giờ biết có 7-8 giờ ra tao nói không có mời mà đi phát luôn đó. Mùa đông họ cần lắm. Em biết họ cũng nghiện. Đó thì đó nghe đang order cái túi ngủ để cho người ta đó. Đây à? Em đang đi cho đồ vô gia cư. Chị đứng đi, chị đợi em xíu nha. Nha, chị đợi em chút xíu đi. Em cho vô gia cư xong em hoành lại. Nghe nghĩ mấy ông người Mỹ cho có 2 phần đi kìa. Bánh mì mình nhỏ nhỏ. Dạ, con chó cưng hả? Dạ, thank you. Lấy bánh mì ra cho chó ăn chứ thấy thương mình. À, bánh bao, lấy bánh bao. Ở đây có bao nhiêu người? Ồ. Mua chỉ cho 100 phần ha. Bây giờ mà muốn lẹ đó tôi chỉ nè. Xuống dưới khu LA á, 800 người vô giờ cư ngồi dưới. 100 bánh không đủ. Thì đó. Ôi dưới đó đông lắm kìa mà không mà thiệt. Kim, nghe nói thiệt. Nếu mà bây giờ mình đi một chút không có là bắt buộc mình phải xuống LA khu Mỹ á. Để mà cho người ta. Chứ còn mà mình đâu có mang về là nó cũng không tốt. Có không? Có người không? Trời ơi, ông này không có cái xe để đi thô rác kiếm tiền được chứ bộ. Cái xe này một lần chở là 400 nữa. Chở đầy cái xe này là 300-400 luôn á mọi người. Ngày mà đi 2 chuyến là cũng dư ăn rồi đó. Kiếm được nhà ở mà không biết sao anh này nó ở vô gia cư được. Hi. Chị người Việt Nam. Em mới cho chị phần đồ ăn á. Em để đó đó. Ủa chị, em hỏi chị này, chị làm nghề đi hút rác cho người ta hả? Đâu có, mình không lấy. Ồ, vậy chứ cái xe này của ai? Cái xe này là xe chở con đồ construction mà. Ờ. Không biết xe gì chở gì nữa. Rác đó. Ủa chị chở ở đây với ai vậy? Xe chở mấy cái đồ của construction á. Chị chở ở đây với ai vậy? Ở với bồ. Vậy hả, bồ đâu có cần đồ ăn không? Cần. Kìa, cho thêm phần đồ ăn kìa, người ta có bồ kìa. Chị, bà Mai Lai, bà có ở gần đây không? Dạ không biết. Cường? Không. Bây giờ còn ai ở đây nữa nè, để cho thêm đồ ăn nè. Ta đi tới đi lui rồi. Đây. Có muốn ăn thêm không? Bánh mì, bánh bao? Tôi có cơm không? Có gì? Có cơm. Không, nghe không có cơm. Tại vì cái này mấy người bạn họ làm. Bình thường là tôi thích làm cơm cơ. Yeah. Kìa hỏi đây nè, đây cũng đông nè. Yeah. Kiss me. Có ăn bánh mì, bánh bao không? Lấy rồi hả? Ok. Dạ, cảm ơn chị. Ủa, Mai? Em đi. Trời ơi, không nhận bà Linh ghê, tôi mới vừa hỏi bà đâu, các bà hiện hình liền à. Hả? Lâu quá không gặp chị đi nha. Ờ, ủa nay sao ở mình lên đây hả? Rồi bà ngủ đâu? Ngủ dưới cầu á. Mới vừa hỏi bà kia biết bà Mai đâu, người ta nói không biết. Rồi ông Cường lát ở đâu? Cường ở nhà hàng á. Nhà hàng nào vậy? Nhà hàng 4 năm xuống. Ngay chỗ cầu á, ngay chỗ đường ngon. Bữa nay bây giờ cái cầm cầu còn ai nữa không? Dạ. Cái cầm cầu của ông? Em ở. Mà vẫn ở đó. Đi nhà bẻ không? Bẻ. Rồi giờ cái ông Cường ở đâu? Cường ở đâu? Cái này cũng là một nhân vật đẹp nè. Ờ. Nhân vật
gần đâu có ai đâu không? Không. Có mình ơi, sao sợ không? Không có gì đâu sợ. Vậy hả? Sao giờ? Bây giờ chưa về gần cầu? Chưa, mình đang trên đường về. Hoa lên đợi không? Thế hả? Ui. Đi đâu? Người yêu hả? Người yêu hả? Hồng ơi! Hồng ăn bánh mì không? Không ăn. Lấy hai bịch nữa đi. Này bánh mì thịt với bánh bao á. Với lại là vẫn ở gầm cầu, còn ông Cường là ở ngay gần cái chỗ đó phải không? Để có gì tôi ra tôi gặp ông. Ủa lâu nay bà với ông Cường có gặp nhau không? Không gặp nhau. Gặp lâu lâu gặp. Gặp có nói chuyện không? Không nói chuyện đâu gì đâu. Vậy hả? Bình thường. Rồi ông có bồ mới chưa bà? Quay lại với bồ cũ luôn. Chắc vậy, em nghĩ vậy. Trời ơi sao ông cũng đầu qua vậy trời. Chị giúp ảnh tìm lại vợ anh được rồi mà làm như. Đâu có. Rồi gặp hoài à, gọi hoài à. Ủa vợ dạo này gọi nữa hả? Nghe nói. Trời ơi gì mà ông đầu qua dữ thần vậy trời. Em không biết đâu. Vậy hả? Chắc nhờ chị đi chứ Nga là làm xe lên quá mới được. Là vợ cũ tìm. Em nghĩ vậy thôi, em không biết. Em không. Nhưng mà vợ cũ ông là ở đâu? Ở bên cái ban đầu á. Vậy hả? Ok thôi chị ăn ngon miệng nha. Bye bye chị. Cái tình hình là đi là vô gia cư là nãy giờ là mới được có khoảng 20 người thôi quý vị mà bị đói bụng rồi. Có đồ ăn không vậy? Có bánh mì. Thì đó, em đưa em cái bánh bao đi. Đói bụng quá. Ok, bây giờ đúng rồi. Bây giờ đi đi qua xem là đói là ăn luôn đi chứ không. Đúng rồi, đói lắm hình. Đói. Chị nghĩ là đợi mà phát xong ăn muộn. Đang tính đi ra ngoài đường xong mà chạy về mà cuối cùng là Thành chạy đi cho vô gia cư đồ ăn luôn mọi người. Nói chung là chương trình quen là mỗi ngày một cái lịch trình, không có lịch trình giống ngày nào. Lê ơi, Lê đang ở đâu? Tôi đang ở chợ Chính Chính Nam. À đúng rồi, dì vô đó đi, đúng rồi đó, Nga đang quẹo qua đó đó. Trời ơi, đi cũng đúng. Vô chỗ nào? Bây giờ đứng ngay chỗ 99 sen đi, tôi sẽ đến tôi làm cô tiên. Không, đứng ngay trước cửa của 99 sen nó lên. 2 phút quẹo qua. Nga đang từ bên này đường Nga băng qua đó. Nga sẽ đến phát cho Lê đầu tiên ổ bánh mì liền, còn Hamlet Nga tính sau. Em biết anh là thích ăn nên em sẽ tặng cho anh bánh mì với bánh bao nha. Cho anh ăn cho vừa lòng anh. Đó. Giờ mình nhào xuống mình cho Quang Lê trước, hiểu không? Cho Quang Lê. Đây này, dừng đâu đây nè. Quang Lê nó đang ở đâu đây. Ê kìa, chỗ này là Hamlet nhiều lắm á Kim. Ngang trước á, thấy không? Ồ, một rừng luôn á. Đó, 8.000 người đang ở đây nè. Kìa có ông, ổng về kìa. Kìa có cái ông này nè, cho ổng một phần. Đây. Ủa Lê đi mình ơn hả? Bữa nay đi một mình. Hello Nga. Trời ơi Kim. Hello anh. Trời ơi, đi đâu vậy? Hẹn em 6 giờ đúng giờ. Đây nè, đó. Anh YouTube. Anh YouTube Hoàng Lê nè. Ủa bữa trước rất gọn nha, hôm nay tròn lại rồi nha. Không có, tôi mở ra tôi ốm mà. À đúng. Dọc rồi cáo. Có ốm, có ốm. Xe đây có sao không? Được, cái đầu đại đi rồi xong. Hôm mình nay đi. Nga đi đâu vậy? Ủa Lê rủ Nga mà xong Lê hỏi Nga đi đâu tôi vậy? Rủ Nga đi phát quà cho mọi người. Đó, đây Mỹ không à? Kìa đằng này nữa kìa Phượng ơi. Phượng ở trên nè Phượng. Đó, ở trên này có mấy người nè Phượng. Không có rồi. Ở xung quanh này còn ai vô gia cư nữa không anh? Còn ai vô gia cư xung quanh này nữa không? Để cho họ đồ ăn á. Dạ không được. Dạ. Ồ cảm ơn anh. Ủa anh là anh đi lang thang lâu chưa anh? Cái này không phải đi lang thang. À, cho anh đi đâu? Tức là xe thì bị mất. Muốn phòng thì phòng nhiều bụi quá, không đủ được. Phải đi ra ngoài phang ngủ. Nhiều bụi cũng không thở được.
Ủa mướn mướn phòng gì mà bụi là sao? Tức là cái phòng người ta dơ giấy quá. Giấy người ta trồng cái đất, trồng cây, nó bay vào trong phòng không thở được. Nhưng mà anh mướn là bao nhiêu một tháng mà lại ở không được? Mướn cũng nhiều cũng ít đâu. Vậy thì mình đi kiếm chỗ khác mình mướn anh. Có chứ. Giờ đang đi kiếm rồi. Dạ. Ừ, cảm ơn. Anh mua cái mền mà anh đi mấy đầu mượn không? Không chị cho ổng đi. Bao nhiêu tiền tôi vô tôi trả cho. Ba đồng để vô lấy lấy. Tôi nhìn ông quen lắm mà tự nhiên quên quên tên ông ngang à. Ủa? Bây giờ còn ở chỗ Hùng không? Đây nè. Nè để tôi vô tôi trả tiền đâu, cho cái trả đó. Ủa sao nay ông gầy ông đi lang thang lại rồi hả? Lang thang đâu, mới bị miệng ra ngồi bên này nè, đó là người sống có ly xe huyết thì cái lúc đó giờ chưa cái là ngồi với vai vậy, đang ngồi với này cái xe cái nó bị bể với xe á. Mới cán lên trên người vậy nè, mới bị miệng ra ở ba tuần. Mới đi đâu? Mới bị miệng ra. Mới bệnh viện ra hả? Được cái ngày hôm nay chứ hai. Ủa rồi bây giờ là hết ở nhà chị Việt Nam nuôi hả? À hết rồi. Bây giờ nó đang đợi ngày mai á để nó cho được cái viên thuốc vào hôm mới xin hôm. Ủa rồi Hùng còn ở đó không? Không. Hùng cũng hết ở luôn. Hết ở rồi. Ủa bây giờ cái tôi đang tính đến nhà đó tôi trao đồ đó. Vậy hả? Ừ. Đà Lạt không còn ai ở đó nữa. Không biết cái việc còn ở không thì mới bệnh viện ra mà. Thôi. Dạ chú ăn gì không? Chú ăn bánh mì không? Chú ăn chay hả? À chú đi cho kinh Phật hả chú? Dạ chú ăn chay hả? Đó bây giờ nè lâu cái này khó mua cái đồng mua cho hai mua mình thiếu ba đồng hả? Ừ. Ba cho chưa? Chưa có cho đây nè. Mua cho ba đồng đi. Tôi không có tiền nhưng mà hình như tôi có tờ 5 đồng trong này đó. Đây nè tôi có 5 đồng. Mua cái mền chú thiếu ba đồng phải không? Ủa mà sao đang ở trong chủ nhà đó ngon lành tự nhiên đi ra vậy? Nè, bây giờ cho ai? Đây, chú Kiểu nhà mua cái này mà. Mà tại sao đang ở trong nhà đó ngon lành mà lại đi ra? Mình có đi ra ra bệnh viện khác. Hả? Đâu có bị đâu. Cái tụi kia nó kêu ông cho ở housing rồi. Đó, ai? Đó, mình thích mấy ông á. Còn ông Hùng gì á, ông Hùng này cũng kết ở đây nè. Mình đi. Vui vẻ nha. Ủa mấy chị không đi tiếp hả? Tại vì là chị hôm nay bất ngờ cho nên là không có sắp xếp trước, đang có hẹn cho nên là thôi các em dáng đi tiếp nhá. Dạ ok bye chị. Trời ơi Kim ơi bà biết lái không? Không, chỉ cần tôi biết là coi như là xe quăng lê khó lắm đó nha. Điện nó khó lắm mà đừng lái mà ra đi. Ôi, chị bấm ở đâu lại đi được không? Chị bà ra đi nha, tôi lái cho đi đâu. Chị coi móc rồi có quên rồi xem có quên tiền bạc giấy tờ. Đâu biết đâu nhiều lúc mẹ nguyên cái nhẫn hoặc xoàn trong đấy. Không có nhẫn nhưng mà đôi khi tiền lại nó sót ý. Không tìm đi có xem có xoài và license biết đấy không? Dạ đi nha, vui vẻ. Bye chị nha. Ba hai chị. Giờ là Lê ơi, bây giờ là nếu tình hình là mình phải đi xuống LA mình cho đó. Mình đi xa luôn đi. Ok, đi xa luôn. Đi. Hôm nay một cái hành trình mà tăng hai là nam danh ca Quang Lê lên đưa tụi em đi nha quý vị. Không có. Lát này dựng là bà dựng tôi trước giống như tôi tập đầu vậy đó. Em đang lấy bà chứ tại sao ấy. Không. Xong hết rồi. Xong kiss me. Ông ăn rồi, ông ăn. Leon nó khoái cái câu excuse me của tôi lắm. Lấy bánh mì đi ăn đi, ăn bánh mì. Bye chị yêu. Hello mọi người. Lê hôm nay đã chạy. Ủa nãy là Lê ở tích dưới LA chạy đây hả? Ở dưới chỗ Newport Beach chạy xuống đây. Newport Beach chạy xuống đây xong bây giờ lại đi ngược chuẩn bị tình hình coi chừng là phải chạy đi về phía eo lên. Lấy bánh mì đi cho Lê ăn. Tội nghiệp Lê. Đây cái này xé rồi à. Thí ra. Không, em lấy bánh bao, em muốn ăn bánh bao. Rồi, lấy bánh bao. Em lấy bánh bao. Mà lấy cho tôi cái bánh bao đi. Hôm nay là mình cho người ta bánh mì gì vậy? Bánh mì đặc biệt á anh. Bây giờ là mấy nãy mình đi đâu tự nhiên tôi mất. Đi vô chị Hiển Khánh đi lên. Tôi quẹo xuống. Lê đi vô chị Hiển Khánh. Quẹo đang canh. Anh ơi, anh ăn không anh yêu? Chút nữa đi, bánh bao nhỏ vậy không ăn đâu. Đó, bánh bao nhỏ ngon lắm. Cho bánh bao. Có, con Lê thích ăn bánh bao bự. Bánh bao đó ăn ngon hơn bánh bao lớn anh à, anh ăn thử đi. Dạ. Có, người ta thâm ý lắm, người ta nói ăn bánh bao kia kìa. Ta không ăn bánh bao nhỏ, hiểu không? Giống như người ta ăn bữa cho người ta không ăn tắc á.
Chứ mình vô đây mình u tên được không vậy trời, u tên được phải không? Như không được có nha Lê, nó phạt có đây. Như được. Nổ. Vô được. Ở đây nó không để gì thì được. Được là nô là nô. Ủa cái ông này cũng phải là vô gia cư không? Chết mẹ. Lê có mấy người đó. Lê là Lê chen len qua này lên. Cái phía bên góc dưới cái chỗ phở Quang Trung này một rừng đó phải Lê. Sao kêu xuống chị Hiền Khánh trước? Không. Chị Hiền Khánh là mình phải vô lên nhưng mà bây giờ Lê chen len qua đây. Khó vô, không biết vô được không trời. Mà lên, xin. Bà giang cái tay bà ra bà xin người ta đi. Xin lọ cưng. Ừ. Xin đi. Để cho mình vô nè. Trời, bà Nga túi bà cưa đâu uống bánh mì nha. Ok. Đói quá. Ăn chứ mày mì này ngon mà. Bà ôi nhưng mà không được, cái len này cũng phải quẹo thôi bà nội ơi. Có hả? Ừ nhưng bà nội, cái len này phải quẹo. Vậy thôi. Ác ghê vậy đó. Vậy mình đi vô. Quẹo bà này nè, ba người nè. Vô đây hả? Water. Rice cake, very good. Thank you very much. Đi bà ơi. We have food and water for you and your girlfriend too. Your girlfriend? Yeah. Water, everything. Thank you very much. You're welcome. Oh, for you, amigo. Oh, need water. Có cái đó nước không ạ? Có chết chứ. For you. You well, you well. Theo cho. Thêm nữa nha các anh. Có hai phần luôn. Ami, bà lấy vô, Kim vô lấy một phần nữa Kim. Mà. Không nè, không ăn nha nè. Cho cái anh kia kìa. Kim lấy một bình ở trong này nè. Excuse me. Tâm trạng không có vui, không có thích lấy đồ ăn. Excuse me. You hungry? Food for you. Food. You want? Food. Yeah. Welcome. Dễ thương, nó trẻ măng à. Trời ơi, nhiều đứa nó đẹp lắm luôn. Hello cả nhà thân mến. Lê ôi ba nhân vật mà Lê thở không ra hơi. Ôi cái bánh này rất là ngon nha quý vị. Bánh bao cũng ngon đấy. Hôm nay là Thúy Nga, Quang Lê đi mua bánh mì vừa ăn rồi vừa tặng cho homeless. Chữ homeless là người không nhà đó quý vị. Còn đang kim đâu vậy? Hồi nãy cái cậu này cậu. Cậu này có trẻ măng à. Trời ơi, nhiều thằng Việt Nam nó đẹp trai không luôn á. Nó dính hàng nghiện nó đi luôn vậy đó. Mà nó kiểu mà nó hơi bất bình nha. Mình nó có thể nó cọc nó quýnh mình á. Không có, nó đang thiếu thuốc. Cái thằng hồi nãy thấy nó cái tướng hơi không khó chịu. Nhưng mà mình nói tao có đưa đồ ăn cái cuộc đầu nó ờ tao lấy cái nó đưa vô tay gút. Bên đây mình cho hết rồi phải không? Ừ. Nè nó về thì nó cầm mới ăn không trời. Có chứ ăn chứ, tưởng nó ăn hết. Kìa, có bà này bán áp quá không? Cho bà đi. For you, food. Food, water. I give them already, now for you. Okay. Hope you like it. Thank you. We have bread and everything, meat. Okay. Enjoy, okay? See, he eat wrong already, look. Đó, ông ăn thì cũng thích đó. You like it? You like? We like too, we eat. Very good. You welcome. Dễ thương. Để phải tập nói tiếng Anh cho hay hơn. Đâu, Lê nói tiếng Anh ok mà. Ok, you like it? Nghe mà nói tiếng Anh là cười bệnh nữa. Do you like it? It tastes good. Bây giờ mình đi đâu nghe? Nè, mình quẹt tay phải lên. Quẹt tay phải mình đi vô chè Hiền Khánh đi. Để tôi ăn cho tôi có sức cái coi. Nạp trời ơi, nói chung lại là mình đi cho người ta mà mình cũng phải là phải giờ này giờ ăn cũng nha. Mình tặng người ta mà mình phải có duyên người ta mới lấy nha. Đúng rồi. Trời ơi, người ta là mặc dù là người vô gia cư nhưng mà ta cũng là phẩm giá con người. Tặng là phải nghiêm túc và chân tình người ta mới lấy. Đúng rồi. Còn tặng cà chớn là ta không lấy luôn, ta quýnh luôn á. Nỉ bà chị không lấy đó. Đó. Không, cái kỳ đó không phải. Nói chung tâm trạng thôi.
Không tiền phải là cũng lấy luôn. Cho tiền cũng lấy luôn. Ừ, có nhiều người cho tiền tao không lấy luôn. Có nhiều người mà cho 5 đồng là không lấy, phải minimum là 20. Nữ đàn trai. Nè, che vô chạy hiện ánh phải không? Meat, bread and water. We have the meat, bread and water. Where did you get your kitty? Oh, two kitty. Oh my god, where did you get them? Here for you. There's a storm drain on it. And your friend too here? Yeah, yeah. I hope you enjoy it, okay? Thank you. You're welcome. Sorry, he's only back in the gut thinking you right now. But yeah. He's having a few limbs right now. Yeah. Nga nó nuôi hai con mèo này, nó kiếm ba con này. They have three kitty. Dễ thương vậy. So cute. Wow. Yeah, this is three lucky kitty. Oh. Yeah, you feed them too, right? Ủa có ba con luôn. Yeah, three kitty. Oh, you like it? That's the cake. You like it? Yeah, it's really good. You eat before, right? Dễ thương ha. Kim cho này thêm phần, nhưng sợ những lúc nó one cho more. Cho mẹ. One more because maybe you for the kitty. Sir, thank you. Yeah. Cái ông kia sao ông chổng mông lên trời vậy? They so cute, oh my god. Oh, có người đằng sau nữa kìa anh Lê ơi. Yeah, I already give to him. Okay, bên kia nữa nè. We're gonna give all the guy over there too. Kim qua đây kêu cho ông này. À, đây là cái đời sống bên Mỹ, góc nào cũng có người vô gia cư. Cũng giống như là tại Việt Nam mình cũng có những người cơ nhỡ. Thì ban đêm mình cho, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và họ rất là, họ là người Mỹ, họ rất là cảm xúc. Tại vì ở đây là quý vị biết là thành phố này, là khu phố này là dân số chính là người Việt Nam. Nhưng mà họ đến đây, họ nương nhờ. Yes, thank you so much. You're welcome. Dễ thương quá. Are you cold? No. Yeah. Thank you. So good. We just eat. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Friend. Hello. We have food for you. Come here. Nó đi rồi. Nó quay lại. Nga tôi kia nó quay lại đó. We have food for you, okay? You're not hungry? Yes, sir. Thank you. Okay, you're welcome. Không có đói. Thank you. It's good? Yeah. You have to try the bread. Yeah. Yeah. I let people know so they bring food for everybody usually. You want more? I can get you more. No, it's okay. Thank you so much. You full enough? Yeah. Okay. You often sit here? Sometimes, yeah. Yeah, if you often sit here, then we have people bring food for you and everybody. Okay, thank you. Yeah. We love to do this. Share. Yeah. Love sharing. Yeah. Lại đây đi lên. Đâu nghe? Có phải ngày xưa chị Kim Ngân giờ ở đây không? Không. Cái chỗ mà chị Kim Ngân hay ở mà trong cái thùng rác là chỗ nào bà chỉ đi? Không, không phải trong thùng rác, chị Kim Ngân ở trong thùng rác. Ồ vậy hả? Ồ, Kim Ngân ở chỗ đẹp xỉ lắm. Nè, bà nha bà Nga. Tôi thấy cái chỗ nào mà có homeless bà biết. Bà Kim Ngân bà ở ngay cái thùng rác là... Ê, vừa ghê quá. Trời ơi, chó làm vậy? Nhà quen hả? Hai. Có quen biết không mà vô vậy Nga? Có quen. Có chị chủ nhà ở đây không em? Cô Dung hả? Ừ. Cô Dung còn cho vô gia cư không chị? Này em. Play game hả? Yeah. Mấy nhỏ chơi game. Hai chị, ủa chị hay cho người vô gia cư vô ở đây hả? Chị hai anh Quang Ly. Anh Quang Ly, chị Tiếng Nga. Ủa chị đang nói chuyện với ai vậy? Nói chuyện bạn em. Vậy hả? Này chị cho mấy người vô. Ủa sao có một ông vô gia cư ngày xưa ở đây với chị rồi ông đi lang thang lại vậy? Ông Việt Nam đúng không chị?
không có, ảnh về vợ ảnh, ảnh có vợ. À vậy hả? Có. Phải cái ông hồi nãy mà xin tiền mua mền không? Đúng rồi. Cái ông đen tù lùi hả? Không, cái ông mà anh có sĩ. Đâu á, ông sĩ á. Ông còn đây mà. Không, không phải ông sĩ, còn một ông khác nữa, ông sĩ đâu, ông nào. Rồi bây giờ ở đây có bao nhiêu nhân sự. Cái ông của... ông ba đen, ông lùng lùng á hả? Ừ. Ông ba đen đâu có râu đâu anh, chị nghe nói không có râu. Khỏe khỏe. Tôi biết luôn hả? Trời ơi, biết quăng lê luôn kìa. Bây giờ mới gặp anh đầu tiên á. Ôi, biết quăng lê luôn kìa. Không, như không, như không ai không biết tôi. Ồ, nói chuyện với chị đi. Cái này không phải quăng lê. Nói chuyện với chị. Cái này lê quăng. Này nè, ông Hùng nè, ông Hùng vô gia cư nè. Bây giờ ông có nhà rồi. Bây giờ anh ở đâu? Ở đây, ở đây nè. Dạ, bây giờ chị cho anh ở nhờ thì chị có lấy tiền ra không? Giúp vậy hồi xưa anh vô gia cư cái vô cái chị cho anh ở đây luôn. Dạ. Giờ vô vô nhà ở rồi, thấy đàng hoàng không? Dễ thương quá, ai tốt vậy nè. Đó chị Dung đó, bà chủ nhà đó. Là chị Dung cho mấy người ở vậy? 3-4 người á. Là 3-4 người ở vô ở phòng hay là sao? Trời ơi, bà ở không? Bà Dung ở của mình hả? Bà Dung có con kìa, mấy đứa con bà đó. Lại xong này cho mấy anh vô ở vậy thôi đó hả? Thì mấy ông cũng bà Dung làm đâu? Việc kêu bà ra đây. Cũng làm việc cho chị Dung. Đó, chị Dung mới đứng với mình đó. Chị Dung. Chị Dung chị Dung ra khỏi mấy câu. Tại vì vô gia cư họ đang đi. Quang Lê này ốm mất hiểu không? Quang Lê ốm mất kìa, Quang Lê vui vậy kìa. Đúng rồi, Quang Lê đang gầy đó. Có bánh mì với bánh bao thì tặng ông nha. Ăn ngon lắm anh. Đúng rồi, không tặng chứ. Ê, anh em tặng có anh bao nhiêu, bao nhiêu người. Bao nhiêu người đem vô, bao nhiêu người? 4 người. Thôi anh đi ra xe lấy vô đi. Không. Để ờ, chút ra lấy luôn. Kêu ông sĩ rồi ra luôn đi. Thì đúng rồi, tôi nói thấy ông sĩ ở ngoại mà. Cái ông sĩ cũng lang thang ở ngoài mà. Cái ông đại diện ra lấy vô cho mấy ông ăn đi. Đúng rồi. Hai ông đại diện ra lấy giùm vô nha. Để mình đi. Ủa Hùng, rồi lâu nay có làm gì phụ chị Dung không? Về nhà rồi, làm gì thêm. Vậy hả? Dạo này nhìn ông sạch sẽ ha. Tóc tai đồ đẹp đẽ nè. Giờ ông có nhà, có cửa, ông ở nó khác liền. Rồi lâu nay có gọi về cho mẹ không? Không, không có chứ khoai, em lạc chứ khoai. Ờ, Nga cũng gọi không được luôn á. Nga không có gọi được. Ủa Hùng? Rồi, sao thấy ông sĩ mới lang thang ngoài đường đó? Nè, ông mới đi. Mới đi ông đặt đạp đi buồn, ông đặt đi vòng. Đó, ông đi xong con nó bị đụng xe gì lùm la rồi ông mua cái mền còn xin tiền tôi mà. Đó, em không biết. Giờ anh có xin lại được giấy tờ lại được chưa? Không, Hùng là có thẻ xanh 10 năm. Vẫn có giấy tờ. Có ID luôn, chứng minh nhân ID á. Có luôn. Vậy được, vậy chính phủ nó cũng cho mình hỗ trợ chút không? Dạ cũng được. Vậy anh có ông chủ. Hùng này là được cái không có bị bắt, không có làm tội, không có tội án ở Mỹ. Nên là giấy tờ còn nguyên giống như còn trinh vậy đó. Thôi chúc mừng anh. Ở Việt Nam anh còn thân thiết bà con gì không? Ba luôn với em luôn. Dạ. Là giờ có người chị coi như cho chỗ ở thì cũng cảm thấy ấm cúng, ấm cúng hơn phải không? Dạ. Sau này còn chạy chiếc xe đạp vừa ấy nữa không? Xe kia hư bán rồi. Giờ cho mua được cái xe điện cắt làm sao á. Dạ. Em bao hết bình lắm. Vậy hả? Bao hết bình lắm hả? Dạo này là có đi làm gì thêm để kiếm tiền không hay là cứ phụ chị Dung thôi? Đâu ở nhà phụ đâu làm gì đâu, bệnh mà đâu làm. Cái mỗi tháng chính phủ cho anh mới tiền để sinh sống phút tem á. Phút tem rồi còn tiền kia nữa. Phút tem hả? Dạ nó cho phút tem mà nghe nói bây giờ phút tem mà không có thể sinh là nó cúp hết. Anh được mà một tháng chính phủ cho ủa, nhiều phút tem không? 300 mấy. Rồi còn tiền mặt thì cho nhiêu? Tiền mặt không cũng được. Phút tem á là nó họ giờ không có thể sinh là nó cắt hết. Ừ. Phải có thể sinh. Giờ là nó cho mình 300 mấy tiền ăn thôi. Dạ. Thì cũng được, có mà hơn không đi. Chị Dung vô đây cái tự nhiên chị đâu mất tiêu rồi. Ủa chị là cái gì của chị Dung vậy? Cũng giống phần à. À, là hồi trước là cũng luôn. Hồi đó gặp tí ra ngoài đó mà chị cũng gặp em ngoài đó. Ồ, vậy hả? Em bệnh, chị bệnh mới bị chốt. À. Chị mới bị stroke xong. Chốt. Mới bây giờ. Mới bị stroke hả? Hồi đó là chị không có chỗ ở. À, cũng ở chung một ngoài đó. Hồi đó cũng vô cho cư chung với ông này. Chị cũng lang thang ngoài bao nhiêu ngày rồi xong Dung nó kêu về ở đỡ lâu lắm đó. Ở chung với gì không gì le tính ra Nga tính ra là chị Dung đây chị có tâm con mình chị Dung có cái nhà cái tự nhiên chị kêu mọi người vô ở chị thương á tính ra là chị Dung rất là có tâm
Không, phải nói là gì. Chị Dung ơi. Chị Dung. Dung mới đi đâu rồi? Dạ. Bà Dung bà có bồ gì ở Việt Nam chưa? Không, cho vợ đi chào mà không có bồ, không thích bồ. Dạ. Giờ trong nhà là chị với anh đây với em hai người nữa ở chung, Dung cho ở chung. Chị tính ra chị Dung đưa chị vô nhà được nhiêu lâu rồi? Cũng cùng mà đi, đi ở ở đi thích thì ở, không thích thì ra ngoài. Bà cho chị chìa khóa không? Không. Cho bà đi, xong bà thích bà buồn bà đi ra ngoài xong rồi xong bà lại hoành về. Về. Bà Dung vẫn cho luôn. Rồi có lúc rồi cũng giận quá không cho, có lúc thì ra ngoài ngủ có bữa ngủ ngoài không chứ đâu. Mà ngủ trước nhà này thôi chứ đâu đi đâu phải không? Ngủ trong phòng. Xong cái giận xong rồi cho vô lại. Mà mỗi tháng chính phủ có cho chị tiền vậy không? Có chứ. Chị có con cái gì không? Hồi giúp chị làm lại đi. Nhưng mà bây giờ chị có con cái gì không? Con có hay điện hỏi thăm chị không? Có. Cái lúc thì nói chung là chị cũng có cảm thì lúc nóng lúc lạnh. Mà cũng có cơn đúng không? Nhưng mà con chị là ở Việt Nam hay ở Mỹ? Ông mày tỉnh hơn mày. Mày ai nói mày khùng? Không, chị này chị gì là chị Kim Ngân á, ngày xưa tôi gặp chị có hơi chị có cơn tôi sợ lắm. Không, giờ bà cũng đã đỡ rồi không vậy hả? Nhưng mà cũng còn chửi nhưng mà là thiền hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Ừ, đã thay đổi. Nhưng mà thân thiện, biết thân thiện với mọi người để xin tiền hơn rồi. Chứ không biết ngày xưa chị đâu có đi được đâu. Chúa tương nguyện thôi vậy thì cũng mừng bây giờ chị. Nhưng mà chị có đi được Medicare của bác sĩ không? Mình có Medicare bị ở đưa vô bệnh viện đâu tháng 7 năm kia mổ đầu nè, xong rồi tháng 7 năm nay bị chốt. Sao mà mổ đầu dữ vậy? Không biết, như cái sọ của mình á, nó có mấy cọng dây thần kinh đó thì mình có máu trong đó. Thấy cái đầu chị bị móp luôn á nha. Móp đây phải bổ bên đây không? Đó đi nè mổ. Thấy móp luôn á nha, móp luôn á. Uống thuốc tàn à. Về quá nói tới thuốc sợ á. Chị Minh chứ không uống tiếp luôn. Không, nó gọi cho biết không được luôn. Bây giờ ở trong này là mình có 4 người vô gia cư đúng không? Rồi chị Nhung chị có ăn không? Chị Dung chị có ăn không? Lấy luôn cho phòng cho chị đi ha. Rất là vui nè là đi cho cô dân cư và Quang Lê mà lại đi chung Quang Lê mọi người. Quang Lê tới đây là thay nghe công việc của Quang Nhấn và anh Hùng có phát hiện ra Quang Lê anh vui quá. Vui không? Vui không? Vui ạ. Quang Lê cũng như ngày nào? Quang Lê chạy nào? Thích Quang Lê hát bài nào? Bài này cũng thích. Ủa là cuối cùng ông biết chữ chưa vậy? Biết, biết chết liền. Cũng chưa biết luôn. Chưa biết mà biết Quang Lê. Biết. Hay vậy ta? Vậy là cuối cùng anh không biết chữ hả? Có biết chữ gì không? Không biết chữ. Kỳ nha. Mà biết tên anh là hơn lắm rồi. Nhưng mà Quang Lê là giỏi. Không biết chữ mà không nói được rồi đây. Còn tôi là biết mà cơ Thúy bỏ chữ nghe. Thúy nghe. Thúy lâu quá chị cho em gì chị Thúy. À. Ủa mày bỏ tên nghe tao có cho. Ok thôi mình đi cho nhiều người đó ha. Thôi em bye bye nha. Đi. Thôi bây giờ mình đi ra lấy đồ ăn nha. Ừ. Oh, you gotta lock the door, please. Don't do that. No, 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 no. Come in, come in, come in. 4 người hồi nè. 3 bịch đi, lấy 5 bịch luôn đi. Cho mấy đứa con vô đủ chưa? Cho mấy đứa con, mấy đứa nhỏ nó đem cho mấy đứa nhỏ ăn nha. Còn ai nữa? Không, đem vô nhiều nhiều tại tụi nó đang vui chồng á, đem cho nó. Đem vô cho nó ăn đi. Đem vô cho đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ đang gara đó chị. Rồi. Nè, đây, đem vô cho mấy đứa nhỏ chị. Bánh bao với lại ấy đó. Rồi. Nè, đem. Đây, theo rớt anh ơi. Không, ông xin mấy đồng hút thuốc cho ông mấy đồng. Nè, tôi còn bao nhiêu đồng lẻ tôi cho này không biết nè. Tôi còn 5 đồng nè, thì không biết đủ không nè. Đủ, chắc đủ 2 điếu hả? Ở Mỹ nó bán thuốc lá mắc lắm. Đủ mua chai rượu, giờ này cũng rượu không? Cũng còn đó hả? Quá vậy đi đâu? Còn ăn cá khô không? Có
còn nhớ. Cũng còn luôn. Cá khô là đẹp nhất. Vậy dạ. Rồi có mình lấy phút tem vô trong chợ mua cá khô có không? Có cái cơm như nhỏ rồi. Vậy hả? Có khi nào anh lấy phút tem mới cái đuổi ta tiền mặt không? Không. Vậy hả? Mấy người này họ cũng đủ ăn. À. Không đủ ăn đúng không? Vậy là chị kia cũng có phút tem, mấy người cũng có phút tem hết. Kính thưa quý vị, như vậy và là người vô gia cư tại Mỹ thì được chính phủ Mỹ cho một tháng không khoảng... tùy lên cái người có giấy tờ mới được, người không có giấy tờ không được gì trơn. Thì là người có giấy tờ thì được chính phủ Mỹ hỗ trợ tiền ăn, coi như cũng được là 300 mấy anh ha, tương đương với 8 triệu tiền Việt Nam mỗi tháng tiền ăn thôi. Còn có những người thì họ được cho tiền khác nữa, tiền nhà nữa, tiền housing đó. Tùy người đó. Đó có nhiều người vẽ cái chuyện xin tiền ra cũng một lần. Thôi em đi trước nhanh, bye anh Hùng. Thôi, bye Hùng nha. Bây giờ mình đó, nói là mình đem quỳ ra 300 mấy, 8 triệu một tháng nhiều chứ bộ hơn. Đúng rồi. Ôi, nhà ở Mỹ mà có nhiều nhà đó, 4-5 người xin phút tem á, chỗ kiếm tháng. Cái bà Dung đó bà cũng vui quá, bà cũng dễ thương quá hả? Bà dễ thương. Bà cho vô dân cư, vô nhà ở bà không à? Ừ.